Sau đây xin kính mời quý vị bà con mình trở lại với anh tác giả Tài Trần qua bài viết của anh Làm con dê tới thần, tiểu đoàn sáu dù thuộc địa nhảy xuống Tư Lệ tháng 10, 1952. Bài viết này có nhiều tên của sĩ quan tiếng Pháp, còn tôi thì tiếng Pháp very tệ. Xin bà con mình thông cảm nha. Bài này nhằm tưởng nhớ anh hùng Nguyễn Văn Viên với đơn vị đầu đời là tiểu đoàn 5 nhảy dù. Thiếu úy Viên đã nhảy xuống mặt trận Điện Biên Phủ hai lần. Lần đầu ngày 23 tháng 11, 1953, mà tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Botella. Lần hai ngày 14 tháng 3, 1954, là sĩ quan phụ tá đứng hàng thứ ba trong tiểu đoàn. Trung úy Viên bị thương nặng trong lúc đụng độ với Việt Minh sau khi chạm đất và được trở về Hà Nội cấp cứu. Toàn bộ tiểu đoàn của ông, trong đó có Trung úy Phạm Văn Phú đại đội trưởng, đã tiếp tục chiến đấu tới giờ cuối. Sau khi người Pháp về nước năm 1955, ông là tiểu đoàn trưởng người Việt Nam đầu tiên của tiểu đoàn 5 dù. Năm 1957, đang là chỉ huy của tiểu đoàn 6 dù. Vì một sai lầm của cấp dưới, ông buộc phải giải ngũ. Năm 1972, ông được lệnh tái ngũ, nhưng người ta khó giao công việc cho ông vì các đồng đội cũ, từ cùng là thiếu úy, nay đã là tư lệnh của sư đoàn ba bộ binh, như chuẩn tướng Vũ Văn Giai hay tư lệnh của sư đoàn dù, như Lê Quang Lưỡng, tướng trưởng, tư lệnh quân khu 4, cũng từng là thiếu úy dưới quyền ông. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, thay vì trình diện, ông xin súng đạn và một máy đánh chữ của bạn bè và tham gia lực lượng phục quốc. Do bị nội tuyến nên bị bắt, bị tra tấn dã man và bắn chết. Cha Nguyễn Văn Vàng, hình như là anh em của ông, cũng bị bắt trong vụ này, bị xử chung thân. Theo cựu đại tá Bùi Huy Sảnh và Wikipedia, tôi biết nhiều bạn trẻ không ưa thực dân Pháp, nhưng xin các bạn nhớ rằng trước khi trao trả độc lập cho Việt Nam năm 1954, thì vào năm 1950, họ đã bắt đầu thành lập các đơn vị toàn lính Việt Nam với sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp chỉ huy trong giai đoạn đầu. Sau đó sẽ thay thế bằng sĩ quan và hạ sĩ quan Việt Nam. Các danh tướng hay sĩ quan cao cấp như Đỗ Cao Trí, Nguyễn Khoa Nam, Trương Quang Ân, Phạm Văn Phú, Trung tá Lê Văn Phát, chỉ huy lữ đoàn 3 dù, Trung tá Đào Văn Hùng, chỉ huy lữ đoàn 2 dù, vân vân, từng làm tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn phó, vân vân của những đơn vị này. Nói thêm về tướng Đỗ Cao Trí, đầu tháng 8 năm 1947, sau khi trời ghế học đường, ông tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia Liên hiệp Pháp, được cho theo học khóa đậu hữu vị tại trường sĩ quan nước ngọt ở Vũng Tàu. Khai giảng tháng 8, 1947, tháng 6, năm 1948, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Ra trường, ông được chọn đi du học khóa bộ binh tại trường thực tập bộ binh Avua, Pháp. Tháng 10 về nước, ông gia nhập binh chủng nhảy dù và đi du học tiếp khóa căn bản nhảy dù tại trung tâm huấn luyện nhảy dù Po ở Pháp. Tháng 2, 1949, mãn khóa về nước, ông phục vụ trong đơn vị nhảy dù của Quân đội Quốc gia Liên hiệp Pháp. Năm 1950, cùng với sự ra đời của Quân đội Quốc gia, đại đội nhảy dù biệt lập được thành lập ở Bắc Việt. Ông được thăng cấp trung úy và làm trung đội trưởng trong đại đội này, do đại úy Nguyễn Khánh làm đại đội trưởng. Tháng 5, 1951, khi đại đội biệt lập nhảy dù được nâng cấp lên cấp tiểu đoàn, ông là đại đội trưởng của một trong ba đại đội thuộc tiểu đoàn 1 nhảy dù Tân Lập, vẫn do đại úy Nguyễn Khánh làm tiểu đoàn trưởng. Ngày 1 tháng 7 năm 1952, chính thức chuyển biên chế sang Quân đội Quốc gia Việt Nam, ông được thăng cấp đại úy và chuyển đi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 19 Việt Nam.
Lời nói đầu. Sau khi vượt sông Hồng, sư đoàn 308 Việt Minh Cộng sản đã quét sạch các đồn bót nhỏ và chỉ còn cách thành phố Nghĩa Lộ khoảng 64 km. Bộ Tư lệnh Pháp ở Hà Nội quyết định thả một tiểu đoàn dù xuống Tư Lệ, 32 km tây bắc Nghĩa Lộ, nhằm mục đích thu hút nỗ lực chính của sư đoàn này và mua thời gian để các đơn vị lớn hơn và chậm chạp hơn của Pháp rút về sông Đà. Và tiểu đoàn 6 dù thiện chiến của thiếu tá Bizer được chọn làm dê tế thần. Sau khi quân đội Pháp về nước đầu năm 1954, khi tiểu đoàn 6 dù của quân đội quốc gia Việt Nam được thành lập, thiếu tá Đỗ Cao Trí là tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn này. Sau đây là phần chuyển ngữ từ trang 63 đến 76 của quyển Street Without Choice của Bennett Ford. Trận đánh vùng núi rừng xứ Thái đã bắt đầu ngày 11 tháng 10, 1952. Với ba sư đoàn quân Việt Minh Cộng sản, gồm 308, 312 và 316, vượt sông Hồng và tiến theo ba trục trên một mặt trận rộng 64 km, sư đoàn 308 và 316 đã để lại một trung đoàn của mỗi sư đoàn, làm tổng trừ bị chung quanh hành lang chiến lược của sông Hồng. Ở phía bắc của ba sư đoàn này, trung đoàn độc lập 148 đã tiến riêng rẽ về hướng Tây với vòng cung rộng. Một dãy các đồn bót cổ Pháp nằm kế phía Tây sông Hồng vẫn yếu và mỏng manh như trước đây, và thành phố Nghĩa Lộ dù phần nào đó đã tăng cường hầm hào kiên cố và bây giờ được bảo vệ bởi 700 lính, vẫn không là đối thủ của một cuộc tấn công đầy quyết tâm của Cộng sản với 10.000 quân trang bị Đại Bác không giật, còn gọi là DKZ và khối 120 ly. Trong vòng chưa tới 6 ngày sau khi vượt sông Hồng, sư đoàn 308 đã quét sạch các tiền đồn nhỏ của Pháp và đã xuất hiện trong rừng 64 km ở trước và chung quanh Nghĩa Lộ. Vài ngày trước khi trận chiến, các làng chung quanh thành phố này đã bắt đầu vắng người. Đầu tiên là người già và đàn ông, và sau đó là đàn bà và trẻ em. Sau đó, các cảm tình viên của Pháp, những dân thiểu số địa phương từng là tai mắt của quân Pháp, đã ngừng gửi báo cáo bằng cách gửi vợ đến nói rằng chồng của họ đi xa để săn bắn hay bệnh, hay dự đám cưới bà con. Các sĩ quan Pháp đã biết rằng địch sắp tấn công. Chỉ huy quân Pháp tại địa phương đã đáp ứng bằng cách gia tăng tuần tiễu trong khu vực, đặt các toán phục kích trên các đường tiến sát mà họ nghĩ địch sẽ dùng và yêu cầu máy bay thám thính bao vùng. Từ ngày 11 tới 17 tháng 10, đã không phát hiện gì hết. Thực tế cho tới ngày trước cuộc tấn công của sư đoàn 308 Việt Minh, hai đại đội lính Pháp đã lục soát rất kỹ chung quanh thành phố bằng cách thăm các làng và lục soát những vị trí nghi ngờ, nhưng không thấy gì. Tương tự như vậy, máy bay thám thính, trong khi quan sát liên tục các vị trí mà địch có thể tập trung, cũng không tìm thấy chỉ dấu nào của đại đơn vị của Cộng sản. Đó đây, một nhóm nhỏ người đi hàng một, xuyên qua cỏ cao, đã lọt vào mắt của phi công máy bay. Nhưng khi máy bay vòng trở lại, những kẻ này biến mất. Lại một lần nữa, ngụy trang của Cộng sản rất hoàn hảo. Đúng 17 giờ ngày 17 tháng 10, một đám mưa đạn cối rất chính xác và dữ dội đã rơi xuống đồi Nghĩa Lộ, phá hủy hàng rào thép gai, mở các cửa qua các bãi mìn và diệt các ổ súng cộng đồng của Pháp. Lúc 17 giờ 30, tiếng hô kinh sợ "Tiến lên!" vang lên và lính Việt Minh đã xuất hiện bên trên tuyến phòng thủ đã tan nát của Pháp. Trong chưa tới một giờ, tất cả đồi Nghĩa Lộ đã lọt vào tay địch. Cầm quân cổ Pháp được báo động vài phút sau khi bắt đầu trận đánh, đã đến kịp thời từ châu thổ sông Hồng, ý nói từ Hà Nội, để chứng kiến đoàn tù binh Pháp, hai tay giơ cao đi giữa hai hàng lính canh Việt Minh. Vị trí Pháp tại làng Nghĩa Lộ gần đó vẫn tiếp tục chiến đấu và giữ tới sáng. Nhưng khi máy bay tiếp tế đầu tiên tới vào Bình Minh để thả đạn dược và huyết thanh cần thiết, lá cờ tam tài của Pháp đã không còn bay trên Nghĩa Lộ đổ nát. Nghĩa Lộ, căn cứ chánh của Pháp tại xứ Thái,
đã mất trong 24 giờ và bây giờ điều dĩ nhiên là tất cả các đồng Pháp ở Bắc và Tây Nghĩa Lộ sẽ bị đè bẹp, không còn hy vọng giúp đỡ nếu Việt Minh tới sông Đà trước khi các đồng này hoàn tất việc rút lui. Tin tức về ba sư đoàn Việt Minh Cộng sản đã khiến Bộ Tư lệnh Pháp ở Hà Nội lo lắng, vì họ không còn quân trừ bị để đối phó với diễn biến này. Xin mở ngoặc của người dịch, quân Pháp ở Đông Dương cũng khá đông, nhưng phải căng mỏng để bảo vệ các khu đông dân và đường xá. Lực lượng tổng trừ bị của Pháp với 7.500 quân dù thiện chiến, nhưng Pháp không có nhiều máy bay để chuyển một số lớn quân tổng trừ bị, như không quân Mỹ đã giúp quân Việt Nam Cộng Hòa trong mùa hè đỏ lửa 1972. Thời Pháp chỉ có vận tải cơ C-47 của Mỹ chở được 28 lính với đầy đủ súng đạn. Xin đóng ngoặc. Lại một lần nữa, bóng ma của thảm bại biên giới năm 1950, ý nói trận phục kích trên đường thuộc địa số 4, khiến Đại tá LePage và Đại tá Charlton bị bắt sống. Người dịch lại hiện ra trước mắt Bộ Tư lệnh tối cao của Pháp, và họ đã quyết định ném vào địch một con dê tái thân, đó là một tiểu đoàn dù, với mục đích thu hút nỗ lực chính của địch quân và mua thời gian cho các đơn vị lớn và chậm chạp hơn rút về sông Đà. Không có một ảo giác dù nhỏ nhất cho cơ may sống sót của tiểu đoàn dù này. Nếu họ còn sống để hoàn thành nhiệm vụ, việc tung tiểu đoàn này vào trận đánh cũng nên làm. Tiểu đoàn được chọn để hy sinh tại xứ Thái này là tiểu đoàn Sáu Dù, thuộc địa của thiếu tá Beecher. Ngày 15, đơn vị này được đặt trong tình trạng báo động, và tối hôm đó, Tư lệnh Không quân Đại tá Jill đã yêu cầu Linh mục Jedel Tuyên Quý Nhảy Dù phải sẵn sàng cho hành quân vào lúc 5:30 sáng hôm sau. Cuộc hành quân kéo dài bao lâu thưa ông? Linh mục Jedel nói. Tôi không biết chính xác, Jill nói. Xin ông mang theo một bàn thờ nhỏ và bất cứ những gì cần thiết cho lễ Misa. Nếu hành quân dài quá dự định, sẽ có rượu lễ và bánh thánh được thả dù súng cho ông. Chúc may mắn! Ngày 16 tháng 10, 1952, lúc 11:20, đợt đầu tiên gồm 15 máy bay C-47 Dakota của Mỹ cất cánh từ Hà Nội bay về Tư Lệ, 32 km tây bắc của Nghĩa Lộ. Đợt kế lúc 14:30, Bia như thông lệ luôn luôn ở chiếc đầu tiên. Mặt mày mọi người đều căng thẳng, không còn ai nói chuyện đùa hay nói chuyện. Giờ đây họ đã biết nơi họ sắp tới, họ sắp làm cái gì, và rằng chỉ có ít người trong họ có thể sống để kể về điều đó. Linh mục Trindale, trong quân phục ngụy trang của dù, với hình chúa bằng bạc đeo nơi cổ, tô điểm cho một thập tự giá màu đen nằm ngay trên dù bụng và một túi nhỏ chứa một bàn thờ nhỏ nằm trên ba lô của ông. Ngồi không xa thiếu tá Virgil, Tuyên Quý này đã nhảy dù như là một thành viên của bộ chỉ huy, và đó là Tư Lệ, những đồi nhỏ hình hạt đậu bao quanh bởi những đồi cao hơn, phủ đầy cây rừng. Đồn Tư Lệ nằm ngay giữa một bình nguyên nhỏ, không khác gì một gác chuông thời Trung Cổ, bảo vệ bởi 10 lớp dây thép gai và một ít dao thông hào lộ thiên, không có nắp, nhằm nối kết 5 ổ súng liên thanh. Vị chỉ huy đồn đã cho lính dùng đá để viết tên của đồn lên núi với hàng chữ cao 1m8. Bình nguyên này dài khoảng 9,6 km và nối với một làng dân mèo gần đó bằng con đường đầy bùn. Người lính dù đầu tiên chạm đất lúc 13 giờ và cả tiểu đoàn lúc 16 giờ. Họ lập tức đào hố chung quanh đồn Tư Lệ để chuẩn bị trận đánh sắp tới. Họ là những người lính thiện chiến gồm Việt Nam và Pháp. Ngày 17, một toán tuần tiểu đầu tiên của tiểu đoàn đã báo cáo chạm súng với ba thành phần của sư đoàn 312 ở khoảng 8 km cách Tư Lệ. Cùng đêm đó, lính của tiểu đoàn này từ Tư Lệ đã im lặng và từ xa chứng kiến cơn hấp hối của Nghĩa Lộ. Tiếng súng ầm ầm và những ánh chớp của tiếng nổ có thể nghe và thấy từ 32 km phía đông nam. Lúc 18 giờ hôm sau, các thành phần đầu tiên của Việt Minh đã tới các chõm núi chung quanh Tư Lệ.
từ hướng Nam và Đông. Tiểu đoàn Mộc Sơn Cước người Thái đã rút lui ngày trước đó về hướng Bắc và Tây. Tiểu đoàn 17 Tabor toàn lính Maroc và tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 1 bộ binh cũng toàn lính Maroc, cũng rút về hướng sông Đà. Tuy nhiên, 15 dặm Anh hay 21 km về phía đông nam Tư Lệ, tại Gia Hội, một đại đội bộ binh đơn độc vẫn ngoan cường cố gắng vượt thoát mọi phục kích của địch để rút về Tư Lệ. Người ta không bao giờ biết liệu quyết định của thiếu tá Virgil phải chờ đại đội này rút từ Gia Hội đã là nguyên nhân chính khiến tiểu đoàn 6 dù bị vây chặt ở Tư Lệ. Nhưng điều rõ ràng rằng lúc 21 giờ của ngày 19 tháng 10, khi Virgil nhận lệnh phải rút khỏi Tư Lệ hướng về sông Đà, ông đã quyết định cho đại đội này chờ tới sáng để bắt tay với tiểu đoàn của ông. Ngày 19 là một ngày u ám tại Tư Lệ. Bầu trời bao phủ những đám mây dày đã ngăn chiến đấu cơ và thám thính cơ hoạt động tại vùng này. Tuy nhiên, nhờ một may mắn hiếm có, một oanh tạc cơ đã ngăn chặn một đội quân khoảng 600 Việt Minh đang hướng về Tư Lệ. Nhưng tổn thất này của Việt Minh chỉ là một giọt trong sâu nước khi so sánh với khối người đang bao vây lính dù tại Tư Lệ. Khoảng 3 giờ ngày 20 tháng 10, cuộc tấn công của địch đã bắt đầu với mưa pháo của súng cối. Lính dù vẫn giữ vững, hai đợt xung phong bị đẩy lui. Lúc bình minh, quân của Bierger vẫn giữ vững phòng tuyến sau hàng rào kẽm gai và gác chung của Tư Lệ. Lại lần nữa, thời tiết đã không đẹp với lính Pháp. Bầu trời trên thung lũng dày đặc những đám mây tích mưa đã gây trở ngại cho không yểm. Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa chỉ còn dựa vào sức mình. Giờ đây, dĩ nhiên mọi ý định cố thủ tại Tư Lệ đều vô ích, vì không những là hủy diệt cho tiểu đoàn, nhưng vì có thể địch sẽ đi vòng quanh tiểu đoàn bằng cách dùng vài tiểu đoàn để ngăn chặn nó, như Việt Minh đã làm trước đây với nhiều đoàn Pháp và sau này. Nhưng vấn đề bây giờ là thương binh. Có một truyền thống trong nhảy dù là không để lại thương binh trong vùng địch, vì họ biết rằng là một đơn vị thiện chiến, họ sẽ bị Việt Minh tra tấn đến chết nếu bị bắt. Tiểu đoàn đã cắm 5 thương binh nặng và chuẩn bị đưa họ về sông Đà. Mỗi băng ca phải có 8 người chia làm 4 cặp để khiêng vào bảo vệ. Trời nhiệt đới rất nóng, họ phải đi theo lối mòn có sẵn của dân mèo, lúc lên đồi, lúc xuống đồi, làm hai kẻ khiêng cán, trong chưa tới 15 phút đã mệt lạ với trọng tải 90 kg. Điều này cũng áp dụng với súng cối và liên thanh, máy truyền tin và đạn dược. Gần như mọi lính dù, kể cả sĩ quan, đều mang nặng quá mức thường ngày của họ. Việc rút quân đã bắt đầu với dễ dàng ngoài mong đợi, vì một lý do nào đó Việt Minh đã tránh chạm súng và lính dù đã thành công khi vượt qua dãy đồi đầu tiên trên đường tới đèo Tư Lệ mà không bị ngăn chặn. Một toán tiền sát đã đi trước tiểu đoàn để tới đèo Tư Lệ ngày hôm trước, gọi máy báo rằng không chạm địch. Hình như vận may đã đến với người Pháp lần này, nhưng đơn thuần vì Việt Minh đã mua thời gian. Thay vì chịu tổn thất nặng khi tấn công ồ ạt lúc khởi đầu trận đánh, sư đoàn 312 đã chọn cách để tiểu đoàn dù rút lui từ Tư Lệ, nơi mà súng của Pháp có thể gây thiệt hại cho quân Việt Minh, và sẽ cắt tiểu đoàn này thành từng khúc để tiêu diệt. Do vậy, toàn tiểu đoàn đã bước vào một cái bẫy khổng lồ giữa đèo Tư Lệ và dãy đồi đầu tiên. Cường độ của hỏa lực súng tự động đón tiếp lính Pháp chưa từng nghe thấy trong chiến tranh Đông Dương. Theo thiếu úy Tráp, chỉ huy một trung đội bộc hậu, sau này là tù binh, đã thấy súng địch từ cự ly gần. Cứ mỗi 10 lính Việt Minh có một trung liên, cứ 5 Việt Minh có một súng tự động và rất nhiều súng tiểu liên. Trận đánh sớm kết thúc với hai đại đội bộc hậu, họ đã bị tiêu diệt, nhưng hy sinh của họ đã cứu phần còn lại của tiểu đoàn, bao gồm thiếu tá Bierger, hầu như liên tục chạm súng với địch, vài lần tưởng đã bị tràn ngập. Bierger và lính đã chiến đấu nghiệt ngã để chạy tới sông Đà. Họ đã tới đó ngày 22 tháng 10, đã vượt qua hơn 64 km đường rừng, trong chưa tới 2 ngày với tổn thất hơn 3/5 tiểu đoàn. Họ đã kiệt sức, mất hồn, bị sốt rét và vặt cắn. Nhưng họ vẫn là một đơn vị chiến đấu
và họ mang tất cả những kẻ bị thương đã không bị bắt làm tù binh ở đèo Tư Lệ. Trong lúc đó, chiến trường chung quanh Tư Lệ có hơn 100 thương binh Pháp nằm rải rác. Linh mục Jindal đã ở với họ với hy vọng có thể giúp họ, nhưng đối với phần lớn, mọi giúp đỡ đều quá trễ. Đơn giản vì Việt Minh đã không làm gì cho họ, Việt Minh chỉ gom thương binh để họ nằm kế nhau trong bùn, vết thương tiếp xúc với không khí. Những tay chân bị đứt do trúng đạn đã không được chữa trị, họ đã rên rỉ nho nhỏ cầu xin nước uống hay một cái chết sớm sủa. Một sĩ quan Pháp bị bắt làm tù binh và đã đi gần đồng này vài ngày sau đó, sau này kể lại. Bạn biết đó, điều này còn tệ hơn những gì tôi đã từng thấy trước đây. Toàn cảnh giống như từ tác phẩm Địa ngục của thi hào Dante hay từ một tranh vẽ của Goya. Kẻ bị thương vẫn nằm tại chỗ như ngày đầu tiên, xen kẽ với kẻ đã chết vài ngày trước và những xác bắt đầu thối rữa. Họ nằm mà không ai chăm sóc, dưới mặt trời nhiệt đới, bị cắn hay ăn bởi chuột và cần cần. Tuy nhiên, một số vẫn còn rên rỉ. Trong 14 lính dù bị thương nhẹ hay không bị thương bị bắt làm tù binh ở Tư Lệ và tại đèo cùng tên vào ngày 20 tháng 10 năm 1952, chỉ có 4 người, bao gồm Linh Mục Jindal, đã vượt qua khổ nạn trong trại tù Cộng sản, để thấy ngày giải phóng của họ tháng 8 năm 1954. Tổn thất của lính dù tại Tư Lệ là điều cần thiết để giúp họ tránh thêm thiệt hại. Một đồng khác đã hy sinh để giúp cho đơn vị của Bilger có thêm vài giờ quý giá để nghỉ ngơi và những đồng khác có cơ may sống sót đi đến sông Đà. Định mạng đã rơi xuống đồng nhỏ Mường Chiêng, 33 km Tây Bắc Nghĩa Lộ với 80 lính Thái thuộc đại đội phụ lực quân địa phương dưới quyền chỉ huy của trung sĩ nhất Peroy và ba hạ sĩ quan Pháp khác. Vào buổi tối 20 tháng 10, quân của Bilger tới Mường Chiêng, nằm trên một đồi nhìn xuống con đường dẫn tới sông Đà. Đồn gồm một hầm ngầm làm từ những khúc gỗ, hai trại lính nhỏ và một hầm ngầm chưa hoàn tất. Trung sĩ nhất Peroy đã dùng hàng rào tre để thay thế cản gai. Hãy nhìn đây, Peroy, tôi có 500 lính dù với tôi. Chúng tôi có một nhiệm vụ cố thủ ở vùng núi này cho tới khi có viện quân cho phòng tuyến sông Đà. Quân Việt Minh chỉ cách chúng tôi 1 giờ và chúng tôi cần thêm 3 giờ. Ông sẽ cho chúng tôi 3 giờ đó. Hai trung đội của ông sẽ giúp tiểu đoàn tôi và các đồng khác ở xứ Thái này. Bilger nói, ông sẽ có thêm ít nhất là 3 giờ và chúng tôi có thể làm điều đó. Peroy trả lời. Peroy, 34 tuổi, chỉ có 80 lính để chống lại sư đoàn 312. Họ sẽ không có một bóng ma của cơ may. Và từ quê ông ở Vendun, nước Pháp, hôm nay là sinh nhật của con gái nhỏ của ông. Ông đã để dành một chai champagne, tuy nhiên không thể uống trong cơ hội này. Ông sẽ uống dịp khác nếu còn có dịp khác. Chào đích thân, Peroy nói. Bilger nói, cảm ơn, tôi biết các chiến hữu của ông không làm tôi thất vọng. Hai người đi vào hoàng hôn, nơi mà lính dù nằm trên mặt đất, dọc theo con đường dựa lưng trên ba lô. Họ đã biết họ phải tiếp tục đi trong vài phút với khẩu phần và những băng đạn nặng và người bị thương trên cán. Khoảng 18 giờ 15, người lính dù trong bộ đồ tác chiến rằn ri đã biến dạng về hướng Tây và trung sĩ nhất Pero và trung sĩ Charon sắp xếp công việc để có được 3 giờ cho Bilger. Các người lính thân binh, nghĩa quân, gốc Thái đang im lặng đào hố mới cho ổ súng liên thanh, đào sâu các dao thâm hào và cho thêm cát vào các bao cát đã xẹp do mưa gần đây. Dù họ không được nghe về nhiệm vụ sắp tới, họ đã biết bằng một cách bí mật qua đó tin tức truyền lan trong những đất nước mà hầu như ai cũng mù chữ, rằng đám đông địch quân sẽ tới, và vì là thợ săn giỏi đã biết cách trình rập con mồi. Từ khi họ biết đi, họ đã ước lượng cơ may sống sót của chính họ, cũng chính xác như viên thiếu tá này. Chỉ trong chưa tới 1 giờ sau khi lính dù ra đi, những viên đạn cối Việt Minh đã bắt đầu dội xuống Mường Chiêng. Lần nữa, địch quân đã thành công khi có mặt trong tầm bắn mà không bị phát hiện bởi các tiền đồn thường đặt trên các đường tiễn sát.
Tình báo của Việt Minh lại lần nữa rất xuất sắc. Mũi tấn công chính đã nhắm vào hầm ngầm phía nam, nơi đặt những khẩu súng liên thanh cổ Pháp. Kế đó là một cuộc tấn công vào lô cốt chưa xây xong, đã bị chiếm sau các đợt xung phong của lính Việt Minh, chỉ xài lựu đạn thủ pháo. Đầu tiên họ làm nổ tung hàng rào thép gai và tre và giết các ổ điều khiển trung liên bo. Xin mở ngoặc của người dịch, một loại súng trung liên khá phổ thông, sau này đã dùng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước khi được thay thế bởi M60. Xin đóng ngoặc, hàng chục lính Việt Minh đã chết hay bị thương, nhưng những đợt xung phong sau đó đã giảm lên họ đẩy tiến vào đồn. Nhưng Mường Chiêng dù bị tan nát và đầy khói súng, vẫn giữ được thêm 3 giờ. Tuy nhiên, lúc 22 giờ, tình hình trở nên vô vọng. Tất cả những súng nặng hoặc là hết đạn hay bị hủy diệt, và đồn này bắt đầu bị đè bẹp. Đơn giản, chỉ vì sức nặng của lính địch trước súng những người lính đang núp trong giao thông hào hay các vị trí súng. Cái chết thay việc họ bị bắt tại Mường Chiêng không thể trì hoãn Việt Minh được nữa. Peroi đã quyết phá vỡ vòng vây, nhờ đã gài mìn tại các hầm ngầm còn lại, cũng như kho đạn. Họ đã bắn nhanh các vũ khí để mở đường máu rút vào một con đường rừng mà trước đó họ đã chặt cây, và vì lý do này địch quân không biết. Tầm nhìn xa của Pero được đền bù, trong đêm đen họ rành đường hơn Việt Minh và chẳng bao lâu đã biến dạng trong rừng xanh. Khi Bình Minh xuất hiện, họ chỉ còn lại 3 người Pháp và khoảng 40 lính sắc tộc Thái. Việt Minh đã gửi 2 đại đội để săn đuổi họ trong 12 ngày tới lộ trình 200 km đường rừng, bao gồm vượt sông. Càng khó khăn hơn khi trung sĩ Charon không biết bơi và leo qua những núi cao 2.400 m. Binh nhì Desta Minil chẳng bao lâu phải đi chân trần vì chân y chảy máu và sưng lên, không còn xỏ vào giày được. Vào ngày thứ hai của cuộc rút lui, một máy bay ném bom đã phát hiện họ và giúp họ thoát khỏi một ổ phục kích của Việt Minh, dù phải chết 10 người. Ngày thứ ba hết lương thực, những người Thái quen đi rừng này đã tìm được ít bắp và trễ khoai mì để lót dạ. Cứ mỗi lúc dừng quân, Peroi đã cố gắng trong vô ích để liên lạc một đồng Pháp nào đó bằng máy truyền tin SCR-300. Kỳ diệu thay, vẫn còn chạy tốt. Tuy nhiên, các đồng Pháp còn lại ở vùng Tây Bắc này đều nằm ngoài tầm của máy. Một buổi tối, có một giọng có vẻ Pháp trả lời họ và chỉ tọa độ bãi thả dù ở phía bắc con đường họ đang đi. Một cuộc tranh cãi xảy ra, liệu đó là thông điệp từ một trong những nhóm viễn thám cảm tử hoạt động thường xuyên sau phòng tuyến của Việt Minh, và họ thường lập một sân bay nhỏ và bí mật để gửi kẻ bị thương và nhận tiếp tế. Hay thông điệp này là một cái bẫy của Việt Minh dùng để dụ máy bay Pháp vào để bắn rơi, hay dụ máy bay thả dù tiếp tế cho Việt Minh thay vì cho lính Pháp. Peroi đã quyết định không trả lời cuộc gọi và cũng không cho kẻ kia biết họ là ai. Sau này mới biết ông đúng, vì đó là một cái bẫy của Việt Minh. Gần bất chiến, chỉ còn một trận núi nữa là tới sông Đà. Họ suýt rơi vào nơi đóng quân của một trung đội Việt Minh. Họ gần như chết cống trong 5 giờ, chờ đến khi Việt Minh nhậu trại trước khi tiếp tục đi. Giờ đây suy yếu bởi đói khát và kiết lỵ, những người sắc tộc Thái chỉ là những cái bóng rít rưới, loạn choạng cùng đi. Và nối kết nhau không gì khác hơn là quyết tâm nghiệt ngã đi tới sông Đà. Ngày 5 tháng 11 1952, họ đã vượt qua đỉnh núi cuối cùng. Bầu trời xanh trở nên sáng hơn khi tán lá thưa hơn, và kế đó, người lính tiên phong la lên: "Sông Đà!" Họ phải tuột núi khá dốc để tới bờ sông, và trong rừng tuột xuống thì gay go hơn leo núi. Những người lính mệt đứt hơi, thường té nhiều hơn đi. Nhưng lúc 16 giờ họ đã tới đáy của thung lũng. Họ gặp một thổ dân Thái từ làng gần đó. "Các ông không thể vượt sông ban ngày và nên trở về rừng chờ đêm xuống. Nhiều toán trùng tiểu Việt Minh đang dọc sông, những người của các ông ở bên kia, tôi sẽ trở lại với gạo và chỉ đường." Y có đáng tin không? Lính Thái không biết, Việt Minh thuận nhiều tiền cho ai bắt được lính Pháp đi lạc, đặc biệt là vũ khí và máy truyền tin của họ. Giải thưởng vì giúp Việt Minh bắt được đám lính này có thể làm cho anh thổ dân này giàu có suốt đời.
nhưng Pharaoh và đám lính quá yếu mệt đẩy lo sợ. Khi đêm xuống, người này trở lại với một rổ đầy nếp chín, thức ăn tiêu chuẩn của dân miền núi. Đám lính ăn ngấu nghiến nếp, uống nước bùn của sông. Tuy nhiên, người này lại nói Pharaoh không nên vượt sông đêm nay. Người Pháp không còn ở gần sông và Việt Minh cũng tuần tiễu bên kia sông. Nhưng ngày mai tôi sẽ chỉ nơi để ông vượt qua. Nhưng ngày mai tôi sẽ chỉ nơi để vượt qua. Tôi sẽ tìm bè. Các ông không thể vượt sông vì nước chảy xiết. Đám lính gần như khóc vì thất vọng. Họ quá gần nơi an toàn nhưng lại không thể đạt tới. Nhưng họ không có chọn lựa. Một lần nữa họ ngủ trên đất rừng lạnh và ẩm. Ngày kế, một máy bay L-19 bay lòng vòng trên sông. Pharaoh và lính đi ra chỗ trống, la lên và vẫy cờ Pháp lấy từ đồng mừng chiên. Máy bay xuống thấp thả một cái hộp có hàng chữ, đã thấy bạn, cất cờ đi và ẩn trốn, sẽ báo quân bạn ở đối diện bạn, chúc may mắn. Tối hôm đó, Pharaoh và lính đã vượt sông trên các bè tạm làm từ liều của dân mà họ thấy gần bờ sông, nhờ ở người thổ dân tốt bụng này. Bóng đêm đậu xuống rừng gần điểm mà họ tấp vào bờ sông, họ đã nghe giọng nói Pháp quen thuộc. Đó là một toán tiếp cứu từ đồn Mường Bu gần đó, được báo động bởi L-19. Pharaoh và lính ngã gục xuống đất khóc như trẻ con, không thể bước đi. Họ được xem như đã chết bởi mọi người, và Peter đã yêu cầu truy thăng cho họ vì đã chiến đấu anh dũng khi đoạn hậu ở Mường Chiêm. Trong 84 người bảo vệ Mường Chiêm, chỉ có 16 tới được sông Đà và trung sĩ nhất Pharaoh vẫn còn giữ chai Sampan. Dịch từ Street Without Joy của Bernard Ford, trang 63-76, San Jose, ngày 28 tháng 10, 2020, người dịch Tài Trần. Bài dịch của anh Tài Trần đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.